Không, đừng ăn nhiều đồ ngọt quá. Không, không, không. Ta phải đưa em đến bác sĩ thôi. Yes. Mình là nha sĩ, mình sẽ kiểm tra răng của bạn. Wow. Lại đây nào. Hả họng ra nào. Rất là tệ. Lần cuối cùng em đánh răng mới đây là lúc nào vậy? Các bạn nhỏ ơi, đừng có ăn nhiều kẹo quá nha. Giữ gìn răng của mình. Yes. À, dạ. Chọn đi, siêng năng đánh răng của bạn 2 lần một ngày hay là đến bác sĩ. Đánh răng của bạn nào. Cho trẻ em. Bạn phải đánh răng của bạn trong vòng 2 phút, không được ít hơn. Brush your teeth up and down. Brush your teeth round and round. Nếu các bạn không muốn mất răng của mình, hãy đánh răng 2 lần một ngày. Oh yes. Mia, bạn nhúng của chị mà. Đừng đừng đừng, dừng lại, dừng lại. Bạn đang làm gì vậy? Em ấy còn nhỏ mà. Yes. Naija, lấy búp bê của bạn đi. Búp bê của mình. Mia, chúng ta hãy nhảy trên bạc chúng nào. Mia, bạc nhúng của chị mà. Trả nó lại cho chị. Bạc nhúng này là của mình. Em còn quá nhỏ. Mia, tại sao em khóc? Cho em nè, Mia. Ngạc nhiên chưa? Cho Mia. Mình cũng muốn được tặng quà. Cho chị chơi với. No. Đồ trang điểm của chị nè. Bè bè. Wow. Đừng đừng đừng, dừng lại, dừng lại. Naija, em ấy còn nhỏ mà. Bạn phải nhường cho em bé chứ. Cô ấy còn quá nhỏ và cô ấy không biết cách sử dụng đâu. Đưa cho em ấy đi. Wow.
Lại đây. Cho em nè. Lại đây, lại đây. Chị sẽ bắt được em thôi. Ở đó đi. Bây giờ thì hãy để cho chị chơi nha. Ai 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 Mia, ai đã nhốt em vậy? Ồ, cô ấy còn nhỏ, cô ấy có thể chơi ở đó được mà. Đừng lo lắng nha Mia, anh sẽ đưa em ra ngoài. Mở ra, mở ra, mở ra. Em đâu rồi Mia? Nhanh lên, nhanh lên. Mia! Mia, em đâu rồi? Anh biết em ở đâu rồi. Anh chị vẫn sẽ đi tìm em đó. Em đâu rồi, Mia? Em đâu rồi? Không, Mia! Trâm, đừng chơi nữa, Mia lạc mất rồi. Ở đây không có Mia. Em ấy nhỏ xíu à. Em ấy đã lạc rồi và đang khóc ở đâu đó. Mia, Mia, em có ở đây không? Không có Mia. Có thể ai đó đã bắt em ấy đi rồi. Không, em đấy ăn trốn đấy. Mình biết rồi. Không, Mia. Mia cũng không có ở đây luôn. Em ở đâu? Hả? Không có ai hết. Không có Mia ở đây. Em đâu rồi? Mình biết thêm một địa điểm nữa. Ở đây cũng không có ai hết. Có thể là em ấy đang ăn chăng? Hả? À, được rồi, được rồi. Những cái bánh thì ở đây. Còn Mia thì đâu rồi? Mia không có ở đây. Em ấy không có ở đây. Mia của chị đâu rồi? Có lẽ em ấy ở đây này. Không, chỉ toàn là giày thôi. Không, đây không phải Mia. Mia cũng không có ở đây luôn. Artem, Marty đây nè. Hồ bơi. Cánh cửa dẫn ra hồ bơi nên được đóng lại. Nhưng mà nó đang mở kìa. Không có ở đây. Ai đó đã bắt em ấy đi rồi. Bọn mình phải kiểm tra mọi thứ mới được. Đây là chiếc xích đu yêu thích của Mia. Em đâu rồi Mia? Mia không ở đây. Không, Mia, Mia không ở, đây. Ở đây. Em ấy không có ở đây. Không có ở đây luôn. Và ở chỗ này nữa. Cổng rào đang mở. Artem, chúng ta cần phải gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Ai đó đã bắt cái máy đi rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên Artem, chúng ta cần phải đi gọi điện thoại. Đây là điện thoại của mình, phải gọi ngay. Cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. Mia. Nhà ta.
dài. Wow. Xin chào. Chào. Cùng ăn nào. Đúng vậy. Dừng lại. Hả? Đừng đem cái xe đó từ sàn lên bàn. Nhớ nhé. Nhỏ này. Ngon quá. Dừng lại. Anh phải rửa tay về những trái cây đó trước đã. Nó rất là quan trọng. À, không sao đâu. Ôi. Bụng mình đau quá. Đến bác sĩ đi. Mời người tiếp theo. Xin mời ngồi. Đến đây. Bạn đang ăn móng tay hả? Không. Oops. Hãy nhìn đây. Không, hôm nay không khám răng. Chúng ta cần phải làm một xét nghiệm. Đừng lo lắng. Các bạn, đừng sợ bác sĩ nha. Có cái gì đó đang chuyển động bên trong. Chúng ta cần phải chụp X-quang. Các bạn, nếu như các bạn ăn hoa quả dơ và không rửa tay, các bạn sẽ có con sâu bên trong bao tử của mình. Tôi phải chích cho bạn một mũi kim. Sẵn sàng. Tim không hề đáng sợ một tí nào hết. Bụng của mình bây giờ nó hết đau rồi. Rửa tay của bạn. Phải rửa tay thật sạch đi nhé. Rửa bằng xà phòng. Chỉ có chừng này thôi này. Bây giờ chúng ta cùng đi chơi nhún nhảy nè. Hãy cùng chơi nào. Bên ngoài. Ra bên ngoài. Này, dừng lại. Em còn quá nhỏ đó. Anh chỉ cần kiểm tra chiều cao của em. Em còn bé lắm. Không. Chỉ có chừng này thôi này. Này Mia, không có được. Em nhỏ xíu à. Đi đo chiều cao nào. Không. Không được. Bỏ ra. Không, Mia. Không, không có được ăn gian.
không, không, không được ăn gian. Ồ, cảm ơn em Mia. Cảm ơn Mia. Bây giờ chúng ta cùng đi chơi nhóm nhảy nè. Nadia, em đang làm gì đây? Hi Atom, nhìn này. Tiệt, xem anh tìm được gì này. Cho em xem, cái gì anh đấy? Anh biết. Nó nặng quá. Oh no! Đặt nó ở đây đi. Không, nó là của anh. Đưa cho em. Không, Nadia, nó là của anh. Đây là slime ma quái. Một miếng slime ma quái. Không, của anh mà. Ok, Atom. Em sẽ làm một cái to hơn. Bye bye. Không phải là slime ma quái, có lẽ là cái tiếp theo. Đây là đồ chơi trứng nở, không phải là slime ma quái. Xin chào. Đó không phải là slime ma quái, đó là đồ chơi trứng nở. Em cần một miếng slime ma quái thật to. Mang cho em hai miếng slime ma quái to hơn. Em cảm ơn, nhanh lên. Em đã nhận được hai hộp to nhất. Em có hai hộp to luôn sao? Anh muốn có hai hộp này. Cho anh một cái đi. Không không không, Atom, anh tự đặt hàng đi. Xin chào, em muốn một hộp slime ma quái to nhất. Hết rồi ạ? Dạ vâng, vậy em sẽ tự đi làm. Một miếng slime thật to. Cho em làm cùng anh với. Không. Đi mà. Đó là slime của anh mà. Đây không phải là slime ma quái. Thử lại xem. Nó không phải slime ma quái. Một miếng slime ma quái thật to. Cho thêm một chút màu. Màu đi rồi. Chọn cái nào đi. Bắt đầu thôi. Màu đâu hết rồi. Atom, em giúp anh được không? Không, Nadia. Làm ơn đi. Slime ma quái của anh mà. Ok. Mình quên mất. Nice. Vẫn chưa hết slime ma quái. Ta phải trộn nó lên. Được rồi. Đây chính là slime ma quái. Còn thêm một ít hạt lấp đánh vào thôi. Tệ quá đi. Mình cần thêm hạt lấp lánh. Slime ma quái, ở yên đây nha. Good. Thêm hạt lấp lánh. Atom. Slime ma quái. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Đây rồi. Ui không không không. Tao xin lỗi. Xin lỗi thật mà. Nadia, giúp anh với. Không không không.
Slam ma quái. Ê, mày đây rồi. Xin lỗi bạn của tôi. Hatsia, chơi cùng nhau đi. Được ạ. Thiệt, một miếng slime ma quái thật to. Bye bye, bye, bye.